Anh Tiên xin chào cả nhà. Hôm nay em đã có mặt ở trên huyện đảo Lý Sơn, một trong những hòn đảo xinh đẹp. Đây em đang đứng ở trên một cái tràn ruộng, mà đây là một cái ruộng mà các bác biết là ruộng gì không? Ruộng tỏi, không hổ danh đấy, được sứ danh mệnh danh là Vương quốc tỏi. Cái sản phẩm mà em Tuyên được lựa chọn để làm ra một cái nước chấm mà ngon phải kết hợp cùng với cả tỏi Lý Sơn. Này, như các bác biết này, tỏi Lý Sơn đấy, được trồng ở trên này một cái lớp cát, là cái viên cái củ tỏi này nó rất là to, trắng, tròn và mịn nha. Còn cái khi mà cái cây tỏi này nó xanh này, mình có thể chế biến được rất là nhiều món, dụ nạp xưởng và xào với ngồng tỏi, hay là các loại đồ thịt hun khói, đặc biệt là các đồ hải sản cũng có thể được chế biến từ tỏi. Hôm nay mà các bác muốn xem full clip thì mình có thể là vào kênh Sapa TV của anh Hải đã được quay các món ăn chế biến từ tỏi. Còn em Tuyên đợt tới sẽ thu mua tỏi của bà con ở huyện đảo Lý Sơn để về chế vào cái nước chấm thần thánh đấy, chấm cả thế giới. Các bác có thể liên hệ trực tiếp mua chẩm chéo ở bên em theo số hotline 0974686389 hoặc truy cập qua website sapatv.vn nha. Đây các bác nhìn tràn tỏi này, đẹp chưa, mênh mông bao la chưa. Mùa này đến đây các bác có thể trải nghiệm được rất là nhiều đấy, những cái khung cảnh đẹp ở huyện đảo Lý Sơn, và cùng bà con đi thu hoạch ở đây. Đây là toàn bộ những cái khu vực của bà con trồng tỏi. Tổng diện tích ở đây là phải đến 290 hecta là chuyên tỏi. Dọc ở đây là một cái cung đường làm cho du khách có thể đi tham quan hai bên. Đây, toàn bộ ở dưới này là tỏi đây, bà con đến mùa đi thu hoạch cả này. Bên đây lại có một vườn nữa này. Tất cả những cánh đồng mà xa xa phía kia đều là của bà con hết. Đây nó làm ngả làm giáp hết ra rồi. À, di chuyển tiếp cũng được. Đây, anh né được đây. Cô là người làm mà cô không biết đúng không? Nếu mà đưa cho chú nhiều loại tỏi khác nhau thì chú có phân biệt được tỏi chính xác tỏi Lý Sơn. Được rồi. Được rồi. Thế thì chẳng là chú xin con xin phép là chú cắt ra chú một thử một miếng chú. Cứ được ăn thì sao chứ thô lão cũng nhỏ. Cứ ăn đi chứ em được ăn. Tỏi Lý Sơn các bạn, còn ví dụ như để mà cô đơn thì nó chỉ có cái này thôi, là phải lựa tỏi cô đơn. Cô đơn là có đại lắm, có cô đơn. Nhưng mà có cái nhỏ bé bên kia là nhà bớt chung quá.
nó có cây đơn mà có phép một cô đơn à. Cái này nhà có khô qua mình dính mưa đúng không? Mưa. Mình qua chúng ta sẵn vào sạch. Nó sạch nó nhanh khô mà. Vị ngon độc bản. Mưa nó có chè tăng mà mưa nó chả xuống. Nhưng mà cái này thường là có chỉ có cô chú làm thôi ạ. Thấy có đồ rồi. Đồ hết đồ chá. Cô chú đã bao giờ gửi hàng vào Sài Gòn hay là đi tỉnh khác chưa? Không có, không. Chưa bao giờ gửi đi đâu cả. Cũng đi, đi ra chỉ định nát đi rồi chứ có đi ra nó. Nhưng mà cái mùi vị tớ của mình ăn nó vô nó không quét ha. Đến đây tìm mua luôn chú nhỉ? Có cần buồn á, nó đó. Nó nơi mình tìm nó bốn. Năm rồi nào là gần 200. Gần 200 triệu. Không, ý là gần 200 hồn phí á. Dạ, bán tại đây. Cái này nè. Cái này hôm Tết của bữa là 130 nè. Càng Tết là một trăm hơi. Có 10, giờ còn có xa 10 thôi. Xa 10 mình đi mình thao cho mình không có nữa. Tức là khi nào mà được giá thì mình mới bán, còn không mình cứ đem về nhà mình để. Chứ nó có hư hụt gì đâu. Dạ. Mình biết không? Âm xác 10 nhiều người, có người không có tiền mua. Nó bị nứt. Dạ. Có mùa 10 lúc nó bị nứt. Chứ xác 10 họ không có tiền đó, họ bỏ họ tiêu cũng được. Sát mười chỉ chặn trăm rồi, sát mười chỉ chặn trăm rồi. Thì má nó không thể. Bên này có mấy lần nó ráo ráo hơn rồi nó được mấy năm hả chú? Chưa cũng bữa luôn á. Bây giờ anh em mình tiếp tục di chuyển đi để tìm hiểu xem là những cái khác. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn ông bà. Coi nhiều lắm. Nếu không nó không tự trắng thì phải bóc cái này. Tự trắng là phải bóc một lớp vỏ bên ngoài. Chào chị nhá. À, chị ơi, làm sao mà để nó trắng như này phải chị phải tự bóc ấy đúng không? Đúng, tao cô đơn. À, đây tỏi cô đơn đây. Chị đang ấy đang một nắm này rồi này. À. Nhưng mà được nhiều không được mà nhiều không mà chị mới nhận được. Đây là tỏi cô đơn này á. Đây à, đây phải cô đơn không? Đây, đây rồi. Nhặt ra bên này, tất cả một chỗ to như kia nhặt ra được từ này, một vốc như này. Đây này, anh em thấy không? Mà chị thừa thu hoạch bao nhiêu tấn thì mới được từ này tỏi cô đơn? Ít. Hả? Ít lắm, ít. À. Năm nay nhà chị sản lượng có được nhiều không? Ít. Yeah. Thấy lồm ít thì nó ít. Đây chị đang cho vào cái quả dừa này để cắt à? Đây, đây dẹp. À, chị cho con dao ngửa lên, dẹp qua. Đấy. Để bóc ra bảo đây sao này, cái củ tỏi của mình trắng đen này. Ừ, tỏi cô đơn đấy. Đây, tỏi cô đơn này. À, tỏi 3. Nó có mấy loại đấy? Loại cô đơn, loại 3 đúng không? Tỏi này 50 ngọn, vẹn tỏi này luôn. Đây, tỏi cô đơn này đúng không? Đúng rồi, đây riêng đúng không? Ừ. Rồi đi. Rồi, cảm ơn chị nhá. Đấy, rất nhiều tỏi cô đơn. Năm nay là hai vợ chồng sẽ thu mua tỏi với số lượng nhiều để mang về dã chẩm chéo. Tất nhiên là trong chẩm chéo không thể thiếu được cái vị tỏi thơm ngon được các bạn ạ. Đấy. Dọc cái trên đảo này mà tí nữa anh Hải sẽ bay flycam cam cho các bác xem là những cái luống mà những cái tràn ruộng mà xanh xanh ấy với tổng diện tích là 290 hecta ở trên đảo mà trồng được tỏi anh này. Anh nghĩ là phải nhiều hơn nhá. 290. Thế nữa? Hecta trồng được khá là nhiều, một màu xanh ngắt đấy, mùa này là đúng là dịp mà đi thu mua tỏi cùng bà con, rất là có duyên đấy các bác nhé. Mùa này anh chị có thể là đến đây du lịch ở đảo Lý Sơn và đi trải nghiệm thu hoạch tỏi cùng bà con, giúp bà mình con. Mình sẽ nghiên cứu là một số những cái sản phẩm để bán kèm với cả tỏi, chẳng hạn như là tỏi mật ong này, rồi tinh dầu tỏi, tinh dầu tỏi và nhiều nhiều các tỏi loại. Làm chẩm chéo đúng rồi, và tỏi về và xào với tất cả các loại đồ thịt gà đen lợn bản cũng được luôn. Đấy, du khách là cũng du khách đến tận đây mua luôn đấy. Đấy, tham gia là thu hoạch tỏi cùng bà con, mua tỏi tươi về mình tự phơi cũng được. Bàng quả vuông rồi. Đây cát này, cát để bà con trồng mới này. Ai à? Du khách ở đâu
Chào bác chị nha. Ủa, chị biết em luôn ạ. Có gửi cho tỏi vào Sài Gòn đấy thì nhìn đã quá. Ôm tỏi luôn. À, rất là nhiều tỏi luôn. Ra đây làm nó được thưởng luôn à? Được thưởng luôn à? Một bó à? Thích là lấy á? Sướng đấy nhỉ? À. Không, thích thì lấy nhưng mà tiền thì để lại đúng không? Tất cả kìa, bà con ở xa xa mà đang đi thu hoạch vào buổi chiều á. Lá. Bà con ở đây là bằng tưới tiêu hết, chị đập hết, giống như vườn rau ở nhà, tưới tự nắp để tự động. Vặn lên auto là bơm cho cả vườn. Đây là cái này là họ thu hoạch một nửa rồi, thì nó thưa thưa như này. Còn ở phía trong này là cái tỏi họ chưa thu này, thì nó dày như này anh em ạ. Đấy. Rất là nhiều luôn. Tỏi này thì các bạn có thể mang về xào với cả thịt hun khói này, rồi xào với cả thịt bò này, xào với cả lạp sườn này, rất là ngon luôn các bạn nhé. Đây. Xuống lối nào ấy chú? Lối này được không? Năm nay có trúng quả không chú? Năm nay có trúng quả không? Năm nay có được mùa không? Được mùa không ấy? Ban đầu thì nó được, nhưng giờ nó cũng mất mấy chục phần trăm thêm á. À, lý do làm sao thế? Do nó thời tiết nó mưa xuống, thời tiết cây nó bị úa cây nhiều. Bị úa cây nhiều nên là cái sản lượng nó lại kém đi. Sản lượng thấp hơn. Chú năm nay được nhiều không? Sản lượng được mấy tấn ạ? Ôi trời, mình làm bao nhiêu đất đâu mà ở Lý Sơn những người có hơi trăm mấy đất mà. À, à mỗi người 200-300 mét đất thôi. Chào anh chị nhá. To nhỉ anh ạ. Này em nhìn thấy là em đã chăm luôn tốt được củ to. Con nào cô? Chào chị. À, cái nương này tỏi to nhờ. Cái này là sản lượng. Dạ. Cái này có ra cho mình được nhiều cái tỏi cô đơn không cô? Đây là đang là nhà mình đi tự đi nhổ hay là mình đổi công nhau? Đổi công nhau chứ. À, tất cả đây đổi công hết chứ. Nó nhanh, biết nó vui. Thế buổi tối có được về nhà nhau ăn cơm không hay là tự nhà nào về? Nhà nào mới về. Cơm nhà ai người chơi đúng không? Chồng nhà ai người dùng. Cơm mà ăn chung được cái chồng thì chồng. Cơm thì ăn chung được nha, nhưng mà chồng là cấm không được. Như cây như này xanh xanh này là để lại đúng không ạ? Đúng rồi, cái nó còn non. Vâng. Cây đó là cái nó chiều cao 4. Cái này là tỏi được mùa này, cho nên là cái tỏi này. Bình quân mà cái củ mà to này thì bao nhiêu củ thì được 1 kg chị ạ? Cũng không để ý nữa. Làm thì có một củ. Nó mới chục củ rồi. Thế nhà chị được trồng được nhiều không? Đất đâu. Ở Lý Sơn này mỗi người có vài trăm mét thôi. Mà 200 mét thì nó cho ra sản lượng của bao nhiêu tấn hả chị? Đâu mà tấn được mấy chắc được mấy tạ chứ. Mấy kì chắc được 150-200 ký. Đấy. Được mấy trăm ký thôi, 150-200 ký thôi. Đâu
đúng rồi, tới đó không được chứ, nhiều mấy cái đó này cái này nhìn à. Chính tỏ là cũng không được nhiều lắm đúng không? Này, chị ơi, nhìn này, củ của em này. Những cây nào mà nó tốt như này ấy chị nhỉ? Là nó ít cái tỏi cô đơn nhỉ? Ừ, nó không có tới cô đơn, tốt nó mới sao cả. Đây bên cạnh vườn tỏi thì có thấy một cái vườn ngô này, trồng khá là tốt. Ở đi, mình cảm ơn các cô nhé. Cảm ơn cô. Tiếp tục hành trình. Đây người ta thu tỏi xong người ta có thể trồng kèm với cả ngô này. Có thể là trồng với cả lạc này. Đây là những cái nương tỏi họ thu sớm ấy. Đây này các bạn thấy không? Đây này. Đấy, trồng xong phát họ trồng kèm với cả ngô luôn, lúa liếc. Đó kiểu. Ông chở giỏi nha. Cả ekip là quay trở lại Lý Sơn thì con đường này là một con đường mà ven biển này đã hoàn thành, đi ngắm view biển rất là đẹp. Ở đây là có những cái khu ruộng mà trồng rất là nhiều tỏi mà cũng có view ra dọc bờ biển này luôn, rất ấn tượng với cả những cái vườn tỏi ở đây. Những khu ruộng tỏi ở đây thì vẫn là đang còn xanh tốt đấy, chưa được thu hoạch đâu vì là cây nó vẫn còn non ấy. Đấy, phía xa xa bên kia là có cô chú đang thu hoạch tỏi. Mùa này ở trên đảo thì nhà nhà thu hoạch tỏi, người người thu hoạch tỏi. Chỗ nào mà già trước thì thu hoạch trước, cây nào non thì thu hoạch sau. Hôm nay là rất may mắn cho đoàn, những cái chiếc tàu thuyền nhỏ thì sẽ về cái bến khu bên này để đậu, do cái khu bờ biển bên kia là biển động. Đấy, nên là các tàu thuyền nhỏ về đây nhé. Cô đi đâu ấy? Cô đi nhổ tỏi nhưng mà sao lại nhổ ít thế? Nhấu ít rồi về mới lại nhấu. Về ăn à? Về cốt ăn nữa. Nhưng mà nhà mình đã được thu hoạch chưa? Giờ là đang thu hoạch. Đang thu hoạch à? Cô cũng xem kênh của vợ chồng cháu à? Có. Xem vui. Thế vừa nhà cô ở tận đâu? Ở dưới kia. Ở tận đấy kia. Hôm trước tôi bán dưa đó. Hôm trước tôi bán dưa đó. Dạ. Tôi bán được mấy trăm nghìn bật dưa đó. Dạ, vâng. Tôi thấy sao tôi xong qua tôi hỏi vậy nữa. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Cô nhớ giỏi quá nhỉ. Ở đây này, cái vườn tỏi này cháu đang để ý này, nó cây nó to thế hả cô nhỉ? Nhà tôi tao cũng vậy đó. Mình tỏi nhà cô cũng như này luôn. Nhưng mà có những vườn thì cây nó rất là nhỏ, nhưng có những vườn này rất là to. Nó lấy là do cái chất dinh dưỡng hả cô? Chất dinh dưỡng ở cát à? Bón phân kỹ hơn, chăm sóc được nhiều hơn. Thì to. Con này tưởng là do cái cát ấy ở từng vùng mà mình lấy về ấy nhỉ. Nhà cô năm nay thu hoạch được nhiều không? Cũng được 1 tấn củ tươi. Được bao nhiêu? Cũng được 1 tấn củ tươi. 1 tấn củ tươi à? Thế mình bán tươi hay mình bán khô? Nhưng mà nó cũng bị giống chứ không có được lời là do là nó qua sồ mà nó mất hết một sồ rồi. Dạ. Còn được có phơi sồ thôi. Vâng. Có ba sồ mà mất một sồ rồi còn có được phơi sồ này nó cũng về tốn chứ không có lời lắm, nó không có lời. Nhà cô ở xa đây không? Nhà dưới ngay chỗ sông Ba. Ở sông Ba hay cây đèn ở dưới. Cây đèn ở tiết dưới này à? Vâng. Nó cấm chị ăn mà. Thôi, con ở đây ngày mốt con mới về. Hôm nào về thì con mua về sau. Con mua số lượng nhiều để mang về cơ. Để con dã chẩm chéo. Mua nhiều số mua cho tôi bớt. Nhưng mà con phơi được khô chưa? Thế thì tí nữa con xin cô cái số điện thoại. Sau đó là sẽ ấy nhá. Gọi điện lúc nào khô thì gửi ra cho cháu. Vâng. Tôi là chắc là chính gốc và tôi sai nhé. Vâng ạ, rồi ạ. Để cháu cảm ơn cô nhé. Rồi.
mà. Khi mà muốn mua tỏi mua hành điện rồi. Vâng, cháu cứ điện cho cô xong rồi cô gửi ra thôi. Cái địa chỉ đi đồ quá. Vâng, đúng rồi. Tiền bạc mình tráo qua tài khoản số. Vâng, nhất trí cô. Vâng ạ. Mua tử khâu à? Dạ vâng ạ. Mùa lên thì chưa có khâu mà. Rồi nhất trí cô nhá. Vâng, con chào cô. Cảnh buổi chiều ở đây đẹp quá cả nhà ơi. Anh ơi, cho cái nhà này là nhà nhà thờ. Dạ. Nhưng mà cô mới được xây dựng xong rồi đó. Dạ. Sơn thì là xây dựng lại. À, mới xây mới. Dạ. Xây mới lại em thấy dạ. Sơn vẫn mới mà. Đây là đình làng hả Hải? Mục đích là cấp quốc gia. Đây là đình làng gì? Đình làng An Hải. An Hải. Là di tích cấp quốc gia. Có hình là. Không gian đẹp. Dạ, cung đường này thì mới được nâng cấp xong trước Tết Dương lịch khoảng tháng đó chị. Một tháng. Dạ. Bây giờ du khách nhà ra là đi ngắm view bờ biển này là quá là lãng mạn nha. Dạ đúng rồi. Buổi chiều ở đây em thấy là có những anh này với là các cháu đi đạp xe ở đây thể dục luôn. Dạ. Con đường này nâng cấp lên thì rất là nhiều thuận lợi cho bà con. Dạ. Và du khách. Có thể như du khách thì có thể đi quanh bờ biển mà ngắm cảnh biển. Cho nhân dân đi thể dục thể thao. Nói chung là cứ mở đường ra là thuận lợi thuận tiện là. Dạ đúng rồi. Đường giao thông á. Đúng rồi nha. Sắp tới thì cũng nghe nâng tuyến đường mà phía An Vĩnh á. Dạ. Chỗ ngay cả mấy đình đi lên á là cũng nghe nói nâng cấp lên như tuyến đường dưới đây. Càng ngày các tuyến đường này càng được nâng cấp lên thì các du khách đến đây mà đi tham quan mình có thể là trải nghiệm đi xe điện, đi xe máy hoặc là có vài đơn vị có thể là cho thuê xe đạp đi anh nhỉ. Dạ. Bà con đang đi thu mua cái gì về đây nhỉ? Sơn rất là đẹp nha anh em nhé. Hoa hướng dương này. Các bạn nhìn thấy hoàng hôn chưa? Rất là đẹp luôn. Không ngờ là ở một cái biển đảo như này mà nó có cái cảnh đẹp nó đến nao lòng thế này luôn. Tuyệt vời không? Đây, các bạn nhìn thấy hoa kia đẹp luôn. Và ở đây là có một cái bãi đá. Nhô lên thì chiều chiều bọn trẻ nó cứ ra đây nó tắm này mà đặc biệt đứng ở đây ngắm thì đúng là đẹp quá các bạn ạ. Chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như này luôn. Mình đi rất nhiều lần
ở các biển, nhưng mà ra đây nó có cái tâm trạng nó tuyệt vời luôn, vì nó quá đẹp luôn. À, mình thấy bên này có quán nhiều cà phê, quán nước ở đấy, chỗ đấy ngắm hoàng hôn là đẹp, đẹp quá các bạn ạ. Đây này, đây là những cái trụ đá để ngăn sóng này. À, cũng để neo đậu những cái thuyền thúng rồi luôn. Ở đây có một cái mom đá kiểu dạng kiểu dung nham của núi lửa ấy, nham thạch. Đây là trong một ngôi làng em ven đây, mình vào trong quay cho bạn xem này, cuộc sống của bà con đây như nào nhé. Ở đây ngoài mọi người thu hoạch tỏi rất là nhiều, còn có thú chơi cây cảnh các bạn này. Đây là cây hoa giấy, nhưng mà dòng này là dòng mà ra hoa rất là nhiều rồi này. Đấy. Mấy cây hoa giấy đẹp quá cô ạ. Cây này là gọi là cây gì hả cô? Đấy, hai chị em đi vào đây đi, anh chụp cho. Nhanh lên, cảnh hoàng hôn này là không phải ngoài nào có đâu. Cười lên, thẳng cái lưng lên. Chụp mặt tối để lấy hẳn mặt trời đấy nha. Rồi, quá đẹp luôn. Hoa hướng dương. Kia giải điện thoại cho Diễm. Nhảy luôn điện thoại à? Quá chụp hình cho vào lấy điện thoại đi luôn à. Đây. Hoa mặt trời, đúng lúc chỗ này là có mặt trời dọi vào đây luôn. Đấy. Nên là đẹp thế chứ nhỉ. Rồi. Hôm nay như có một quán cà phê và view đi ra ngắm cảnh luôn đấy. Coffee Huy Nguyễn này. Bông mặt trời này mới là to này. Ai ngắm hoàng hôn này. Đây cũng hoàng dương này hả ơi. Đây. Đấy, ở biển đảo này mà cuộc sống rất là nhẹ nhàng, thanh bình. Đấy. Cảnh đẹp thì rất là nhiều. Đây là view chung chung chỗ này này. Đấy, ngồi đây uống nước chết không? Quá đẹp luôn. Đang góc kia kìa. Kia còn đẹp hơn. Đâu ạ? Hỏi xem ở đây họ có bán nước không? Ở đây có bán nước không hả anh chị ơi? Hỏi câu là rất dễ ăn đòn đấy. Ở đây có bán nước không anh ơi? Đấy, khi mà đi xa nhà là những cái chú cá đầu tiên là mình lại cảnh là nhớ nhà. Đó, trong phòng. Ôi, cái con này là con gì đấy hả? Con này là dọn bể. Bể nó ngáp 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 này, nhìn cái mồm nó này. Con này, con này mà nướng thì nhiều, con này ngon lắm. Đây, đi ra ngoài kia đi. Biển một bên là em một bên. Đấy, khoảnh khắc à. Đấy, ngồi đấy đẹp đấy. Rồi, ok. Đây, ra đây ngồi xem kìa. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Khung cửa sổ. Đây, ngồi chỗ này. Nào, cười lên. Rồi. Chỉ trong một giây phút chớp nhoáng thôi, đã lặn luôn rồi các bác ạ. Quá đẹp luôn. Đẹp, đẹp. Cảnh biển.
Giờ mai ngồi nơi trời thế nào. Bây giờ là sẽ một hành trình là đi về chỗ nhà hàng để tổ chức ăn uống tiệc ở trên hòn đảo xinh đẹp này. Quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.